Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục luyện cấp cái team Pokemon mà hôm bữa mình đã nói với anh em á, là cái team Pokemon mà mình Magikarp mà cấp 54 à. Tuyệt vời anh em. Thì hôm bữa trước mình đã nói với anh em là mình sẽ luyện cấp mấy con Pokemon ở trong team đó. Thì bây giờ mình sẽ luyện cấp ha. Ồ mẹ ơi, Magikarp đánh được rồi đó nha anh em, đừng giỡn. Không không đánh nó. Con Magikarp này nếu mà đánh nó là nó sẽ chết á. Mặc định nó yếu xìu à. Ôi các bạn đợi mình xíu. Con cá này nó SP Defender nó là 30. Nhưng mà nó không có chỉ số xanh. Cho nên nó không ngon lành gì. Má cái đường này tới đây là hết rồi hay gì á. Ai chết bà luôn. Con này quýnh chắc thua quá. Chết mẹ rồi. Nếu mà chưa ồ ai chưa ai u mẹ ơi chưa ai phan hụt. Mất dạy thật sự. Ừ ít ra không phải vậy chứ. Ừ ít ra phải vậy chứ. Đúng rồi, hợp lý luôn. Cho con cỏ ăn. Trời ơi, xem chút thua rồi. Ít ra không phải nó cũng phải còn xíu máu rồi chứ. Má nó làm một phát. Ừ, Coaster đi. Tuyệt vời. Ngon lành quá em ơi. 87.000 kinh nghiệm. Cái con Pinnacle này anh em đừng có dẫn chơi nha. Khi mà nó tiến hóa lên nó mạnh lắm á. Nó mạnh lắm nên thằng nước ngoài nó mới để lại, nó mới chơi con này. Chứ nếu mà nó yếu yếu là thằng nước ngoài không có để chơi con này đâu. Thường thường á cái chiêu rotate á mình thấy là nó sử dụng cho cái việc mà toxic đó, tức là đánh đánh độc á, đánh độc xong rồi tìm cách để trì hoãn cái cuộc cuộc chiến đấu để cái độc nó rút máu rồi xong đợi con chó luôn rồi. Nó là con tiến hóa cấp 2 của mình nè. Cái con tiến hóa là con Forestry á. Cái con này hình như là nó cũng là hệ bung luôn á, mình không nhớ nữa. Forestry để mình coi coi. For đây. Con này là hệ bung và thép các bạn. Cái chỉ số defending của nó cực kỳ cao luôn. Sau này là mình tập trung vô mình luyện cái defending của con Forestry này, nhưng mà giờ thì chưa. Giờ thì mấy con này mình cứ luyện cấp cái đã. Cho cấp nó lên cao cao rồi tha hồ mà luyện chỉ số. Với lại trong thời gian mà các bạn luyện cấp á, các bạn có thể tăng được một số chỉ số của nó. Cho nên theo mình thì vẫn ưu tiên luyện cấp trước, sau đó tẩy chỉ số và luyện chỉ số sau. Lúc mà luyện chỉ số rồi các bạn chỉ cần đánh những con cấp 1 thôi. Con cấp 1, cấp 2 thôi. Tha hồ mà lấy chỉ số, dùng chiêu nào cũng được. Kiếm chiêu nào mà 30 và 30 á, chết mẹ rồi. Má là đánh bên NPC thôi kệ, đánh bên NPC có kinh nghiệm thiệt, mà tại mình đang háo hức cái việc khám phá ở phía bên kia coi nó có cái gì, có nhiều khi có con mới hay sao. Thường thường thì anh em qua vùng mới thì mình chỉ cho có một con à. Tại vì sao? Tại vì mình cho anh em một con, anh em sẽ cố gắng đánh để luyện cấp thêm Pokemon. Còn cái con đó chỉ để cho anh em ví dụ như dạng giống như là cái anh em không còn cách nào khác để đánh game, anh em mới lấy con đó ra đánh thôi. Không cỡ nào mà đánh chết được mình đâu. Hồi máu cái dạng này thì làm sao mà chết được.
Rồi, tự dẫn thôi. Hồi trước á, mình đánh cái kia á, mình tự dẫn thì nó sẽ không bị đọc. Má giờ tự dẫn cái nó bị đọc. Dùng cát à? Nhưng mà cát này là cát ngu chứ không phải là cát Ability. Cát Ability là nó vô xuất hiện liền. Cái này cát move, cát chiêu á, tức là nó sẽ xài chiêu để có bão cát chứ không phải là cái nội tại của nó có sẵn. Nội tại của nó có sẵn là lúc vào nó không cần thiết phải ấy đâu các bạn. Lúc vào nó chỉ cần lúc vào là nó đã cát nó đã hiện lên rồi. Giống như con chim của mình á, lúc vào là tự nhiên mưa xuống. Nó là hệ giác đấu á, cho nên mình sẽ dùng hệ hét đánh cũng được. Khi nào mà nó hệ thường á, thì mình đánh không được, chứ nó này thuộc hệ giác đấu mà, chứ phải hệ thường. Giác đấu là hệ giác đấu đó, các bạn đừng có nhầm. Mình hồi trước là mình hay nhầm hệ giác đấu với lại hệ thường, tức là nó đấm thôi à, cho nên tính nó là hệ thường mà không phải. Giác đấu là hệ giác đấu. Đù hai ra rare candy luôn, trời ơi không tin được luôn các bạn. Coi nào, hai ra rare candy cho con này ăn luôn, dĩ nhiên rồi bạn ơi, tuyệt vời. Máu lên 688, không được 700 nhưng mà máu lên vậy là ok rồi ha, cấp 100 rồi, tuyệt vời. Một con rồi, một con cấp 100 rồi, đơn giản không? Con này là hiệp tai nhưng mà hình như nó bây giờ là nó hệ thường á. Hệ thường thì không sử dụng cái chiêu ấy được. Các bạn thấy những cái con như Spiro này nó đánh chết con ma của mình đúng không? Mà không phải đâu, đánh chết hồi hồi cấp thấp thôi. Một khi mà lên cấp cao rồi thì không biết con nào đánh chết con nào. Chết queo luôn các bạn. Con Spiro này mạnh kinh khủng khiếp. Bắt nó luôn. Để mình coi chỉ số như thế nào mà đánh mạnh dữ vậy. Thấy chưa? Cái chỉ số máu của nó là 30, thấy không? Chỉ số attack của nó lại là 85 mà xanh nữa chứ. Nó chỉ có tốc độ là nó bị yếu thôi. Má máu với lại cái kia đánh kinh khủng khiếp à. Sniper luôn. Má rít đem ra gần em lòi. Thằng này mạnh. Anh em cẩn thận. Vậy là mình phải đánh với thằng đó đúng không? Ok, mình đánh với thằng đó thì mình lock out, mình hồi máu lên vô đánh với nó là được cái gì. Ok, mi mà mi 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 mi. Ồ mẹ ơi, đây có con gì đang thui ghê vậy? Pokemon hệ gì đó không biết. Cũng dính con Figuro nè. Con này không ngon bằng con Spiro nãy đâu các bạn. Tại vì con Spiro nãy là nó đã tiến hóa, nó đã chưa tiến hóa mà nó lên cấp rồi. Và nó có sniper. Bạn thấy không? Nãy nó đánh rồi không? Khả năng bạo kích của nó cực kỳ cao. Đánh thấm kinh khủng khiếp. Quốc khai.
Em chào anh ạ. Dragon Employee Ruya. Ủa, anh có hai con hả? Anh có hai con cấp năm mấy hả? Anh chết cha anh rồi. Trời ơi. Anh tuổi tí rồi. Em tưởng là anh mạnh lắm. Máu anh đánh không được nữa, cây của con em nó đánh gì trời. Nhưng mà biết đâu anh có thể cho em một con nào đó, hay là một cái gì đó nó hấp dẫn không? Đúng không? Biết đâu nó cho mình cái gì đó các bạn. Coi. 556 hả? À, lúc like I was wrong. Nhìn cậu tôi đã sai. Ủa vậy thôi hả? Dragon Tail hệ rồng là một cái Pokemon hệ rồng thì rất là khó để luyện cấp. Đủ má thiệt. Đéo cho con cặc gì á. Bực bội thiệt. Hồi máu cái đó. Giờ mình đang ở trung tâm phía trên. Ok. Hình như mình lên một bước rồi các bạn. Round này đi coi có Pokemon gì lạ không. Ồ mẹ ơi, có mấy con lạ quắc lạ quơ luôn các bạn. Để coi gấp nhiêu nha. Piro cũng năm mươi mấy. Chưa biết nó có snip không. À không có snip. Nhìn là biết rồi, cái cách nó đánh một cái mà mình héo cũng mòn luôn đó, là có snip chắc chắn. Còn đánh mình không thấm gì đâu, không có snip. Ở đây có con này. Hai con này. Chắc con mình theo mình con này nè, thấy không biết hay rồi. Mắc cấp 28 luôn, tin được. Có cái cấp độ này luôn hả trời. Trời ơi con đá nó chứ thiệt, vô toàn con gì không à. Mẹ bà nó. Rồi một con chết. 30.000 kinh nghiệm dành cho mình. Trên này có một cái nhà của con Ima. Gì? I'm a camera, yes, I know it's show. À, tôi là thằng quay phim. Đúng vậy, tôi biết. Đây là chương trình truyền hình. You xem report about Red Gatherer. Bạn có thể xem lại cái phim này. Xem lại cái báo cáo của con cá chép rồng không. Mẹ nói gì lộn. Mấy thằng mà quay con mình mà kiểu mà Chikorita. Mà rất là thích con này, nó rất là dễ thương luôn các bạn. Cái chuyện mà bắt nó là chuyện dĩ nhiên rồi. Và mình sẽ không sử dụng Pokemon hệ mấy con hệ này đánh nó đâu. Tại vì đánh nó một phát là nó chết rồi. Mình chỉ có sử dụng Toxic để giết nó thôi. Rồi nó bị nhiễm toxic rồi, nếu mình bắt nó không kịp thì nó sẽ tự chết. Số phận mày là do mày quyết định, tao đã tiêm thuốc độc vô người mày mày không thuần phục tao thì mày sẽ chết. Ơi ở đây có một cái mon Chikorita nó dễ thương vãi tèo luôn. Bạn thấy không? Con này á, tiến hóa lên thành con gì á, con bự lắm, con mạnh lắm. Má không thuần phục luôn các bạn. Máu bị vẫn bị tụt mà vẫn không thuần phục luôn ha. Con này nó cứng đầu lắm các bạn, dễ thương mà nó cứng đầu lắm. Mà thật sự không phải cứng đầu mà do người nuôi á.
do người nuôi các bạn, tùy theo người nuôi. Các bạn thấy một số con nó đâu có cứng đầu đâu, một số con má nó hung dữ vãi lộn. Hai ba bốn má rồi nhỏ chết ngắt. Cái này là do mày thôi nha, không phải do tao à. Tao không có cố ý giết mày, mà tại vì mày không thuần phục tao thôi, tao cho mày tiễn mày lên đường. Một con vịt cấp 51. Con này tiến hóa rồi. Mấy con mà tiến hóa rồi là vô dụng các bạn. Tiến hóa rồi là không có xài. Marakit à, quần này nó không nhúc nhích luôn. Ồ mẹ ơi, một con Pokemon hệ đá Lyron. Con này tiến hóa cấp 2 rồi nè, cấp 3 là đứng lên luôn á. Metarut à, gì thép gì đó, thép brute gì đó, Metabrute lại chơi chiêu này nữa. Ok bạn. Một con lên cấp 78 luôn, tiến hóa rồi. Nhưng mà con này không phải tiến hóa từ con Lyron nãy đâu, con này tiến hóa từ con miệng bự á. Con này giếng dơi lận thứ, má miệng nào nấy cũng chà bá. Bảy mươi lăm ngàn kinh nghiệm. Trời ơi, hai NPC luôn. Phải lâu thì... À đây đây đây. Trời ơi, cho leo lên đi mà. Vô lại mình phải leo lên được chỗ đó mình lấy cái đó, muốn leo lên được lấy con đá là leo lên được liền. Gì con đá đâu ta, đây lấy con đá xài chiêu róc lim rồi. Chết mẹ rồi, đánh nhau nữa đã hạn chế đánh nhau với mấy quỷ này, hao tốn sinh lực. Trời ơi, con chim này hệ thép, đánh nó bằng chiêu nào cũng được. Hình như mình nhớ không lầm là nó xài lửa phải. Sáu mươi một ngàn kinh nghiệm, chưa lên cấp luôn, sắp lên cấp 89 90 rồi. Ê lộn, 79 80 rồi. Hai thằng kia là hai thằng NPC á. Ủa Banate nè. Lâu lâu mới gặp bắt luôn. Con này hiếm hoi với các bạn bắt đại. Không kỳ gì hết. Không cấp năm mấy rồi phải giỡn không? Trời ơi, Defender 31. Khủng khiếp. Mà đâu cần Defender. Thank you.
Ủa, cái chiêu crop lim của mình đâu vậy? Ủa, mình nhớ mình có chiêu crop lim mà. Không có thôi, không có bơi hôm nay. Mình quên mình còn đường biển. Đây, hai revive. Con này thường thường thì nó sẽ có chiêu reel, cái ability reel 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 line gì đó là mưa xuống. Gì? Lát Gintel à? Lá gì vậy? Gintel là một cái item hỗ trợ cho Pokemon, nó sẽ làm theo mình thì cái này giống tăng sức mạnh cho mấy con hệ đá. Ở đây còn đường đi này, núi lửa, thú gì đây? Đù mẹ ơi, có con này nữa hả? Con này hiếm, Pokemon hàng hiếm, không có gặp đâu. Mình nên né tất cả các con này ra. Ôi mẹ ơi, phía dưới có một quả cầu. Sao xuống dưới lụm trời? Gì mà xuống dưới nhặt chứ các bạn. Cha khót đù cho toàn là. Ô mẹ ơi, tăng 20 phần. À, cái đó cũng cục than. Ok, hiểu rồi. Chết mẹ rồi, lụm cục đó là phải quýnh với con này à. Đánh thì đánh, sợ cái đéo gì mình là không không đánh. Để hồi máu vô tôi bêm mày chết cha mày luôn. Vô má lụm có một món thôi mà phải đánh lộn với con khỉ này. Ui, con bò. Bò được, mày là bò đực hay bò cái đây? Bò đực thì má bẻ cu mày rồi, bò cái đứa đít đây. Kinh nghiệm lên cấp 79 luôn, trời ơi trời ơn giời, cậu đây rồi. À, còn hai cấp nữa thôi mình sẽ lên, một cấp nữa thôi mình sẽ lên được cấp 80 và sau đó là 20 cấp. Sao phải lộn, ở đây sẽ là Pokemon hệ gì? Cũng là dòng dòng hệ đó thôi các bạn, không có con mới. Nói chung là mình phải tìm một cái Pokemon hệ mới. Cái con này cũ cũ mà. Quả cầu lửa trong hang kìa, làm sao lụm được cái đó đây? U mẹ ơi, mình vô hang rồi, vô hang rồi. Trong hang này không có con mới, cũ không à. Má mà trong hang là phải đánh á. Mình là tới cái hang cuối cùng rồi.
cấp 5 mấy không? Pokemon này cũng bình thường, gì đặc biệt. Chủ yếu là kinh nghiệm thôi. Trời ơi đụng má. Con năm mấy cho hai mấy ngàn kinh nghiệm. Nó lộn tiệm không vậy? Ôi nó quăng cái cây trúng đầu muốn chết luôn các bạn. Marowak nè. Trời ơi lên được 80 mừng muốn chết. Còn 20 cấp nữa lên được 100. Con Banette này là hình như là đánh sau này các bạn sử dụng nó là các bạn có thể cho nó tiến hóa Mega. Escape Drop. Không chết à? Mày nghĩ sao mà mày sử dụng cái Stone đó với tao? Chỉ số của bắp Onix chỉ số Defendant rất là cao nha các bạn. Nó kháng được ấy nhiều lắm. Đánh ơi đủ. Mất dạy có tiếng luôn. Bạn biết làm gì không? Nó cắm chạy các mẹ mày cắm tao. Không sao. Ý là mình chết nhưng mà mình chết nhưng mà mình lấy kinh nghiệm cho con khác. Chiêu hệ lửa của nó sẽ rồi đổ má luôn. Tưởng nhân tác dụng lên. Ai ngờ lên được có xíu đam. Máu vẫn thấp tè le. Vẫn chết hơn là còn cá Cabana. Awaz thôi. Chiêu này được đánh trước mà. Rồi ăn 96.000 kinh nghiệm. Lên được một ít cấp. Mình thấy nhiều bạn chơi con này lắm nha, con cá mập nha. Đó, con cá mập đó đó. Mà mình chưa biết chơi như thế nào. Để từ từ luyện thôi. Má con cá này không có chiêu hồi điện nè. Không có chiêu hồi điện thì cho cái đám ở trong này chết hết. Cái đám dơi chết hết. Giờ thì cứ hồi sinh con ma lên thôi. Hồi sinh rồi cho nó ăn máu đi. Không đánh không được. Mấy cái đường này nó bắt buộc phải đánh con này. Một con hệ hệ giác đấu hệ thường gì mình cũng nhớ nữa. Mình cho nó ăn chiêu này thử coi có tác dụng gì không nha. Phantom Fox. Ngon. Lại sử dụng chiến lược cũ. Ngon. Trời ơi không uổng công anh luyện em. Ma của mình hả? Ma của mình thì chỉ số tấn công của nó lên 30. Số phòng thủ cao nhưng mà mình cần tấn công thôi. Tấn công cao là được. Nó cần tấn công hệ thường. Để coi chiêu này là gì. Đúng rồi, hệ ma nhưng mà tấn công nó là vật lý. Không đánh mới sợ. Kế bên đây không đánh. Một con hệ tâm linh. Tâm linh hả? Tâm linh chơi chơi bóng tối đi. Ê chết mẹ quên. Hệ ma mới chơi chơi bóng tối. Hệ thường mà. Quên rồi. Chết mẹ rồi. Không kịp rồi. Phải xài Toxic thôi. Fidget. Mifirst là gì? Mifirst là nụ hôn đầu à? First kiss là nụ hôn đầu. Còn first đích là hôn vô đích. Để coi. First cức.
Pokemon vải lộn. Còn tiến hóa cấp 2 mình đánh. Bạn đâu cần thiết phải bỏ một số tiền lớn để vô cái hàng kia. Này Pokemon cấp 5, 8, 6, 10 cũng có đóng hoa liền. Đúng không? Không cần thiết mà phải bỏ một số tiền lớn để 250 ngàn để vô cái hang Dragon đánh mấy con sầm sàm không được hồi máu này nọ lum. Trong khi hả, các bạn có thể đi qua cái vùng núi tuyết này luyện cấp tha hồ, luyện nào full rồi về bắt sáu con thì mình luyện cho đã rồi về. Gì một vài trục trặc ở trong đây à, bạn không thể đi ra ngoài, nó rất là nguy hiểm luôn. Okay. Mình dịch tiếng Anh hơi ngu nhưng mà đại loại mình cũng biết là nó không cho đi. Rồi xong. 82 ngọt ngay luôn. Để coi. Hồi nãy nó có cho mình cái escape rope. Mình nãy mình quên để con ấy vô. Tại vì mình thấy con đá mình tưởng nó có rock lim. Má mình không nhớ là con nào xài rock lim nữa. Không biết là mình cho con nào ăn rock lim mất tiêu rồi. Có một con đã ăn rock lim của mình rồi. Con này có rock lim không? Không có rock lim con đó. Có không? Có luôn. Kỳ ta. Con nào bú farm của mình mất cái rock lim rồi. Này không? Không, này đâu phải. Con nó đang luyện đó các bạn. Đừng đùa. Cái khu này đi hết rồi, nãy mình đi lên phải không? Giờ mình quẹo trái quẹo phải nha. Thử coi có gì. Dĩ nhiên là gặp Pokemon là phải đánh hết để liền cấp. Hôm nay là mình chỉ đi vòng vòng trong vùng này thôi. Nếu mà bạn mấy bạn nào có thấy có thích, có biết mình ở đây á, các bạn biết đường lên đây thì bạn cứ lên. Lên này sẽ gặp mình. Mình sẽ luyện Pokemon ở trên này cho đến khi nào 6 con đạt cấp 100 thì mình sẽ về ha. Cho nên bạn nào muốn gặp mình thì cứ leo lên đây kiếm mình, có khả năng leo lên đây kiếm mình. Đây là vùng cuối cùng của không, đây là cũng gọi là cuối cùng của Sinnoh nha các bạn. Tức là các bạn phải chơi Sinnoh rồi á thì các bạn mới qua hôm nay gặp mình được. Ô mẹ, SP attack 30 mà lại bị đỏ à. Ok. Con cờ hó này. Chết mẹ, nó cắm đánh à, nó cắm chạy à. Đi mẹ mày cắm chạy. Này thì cắm chạy. Nó cắm, nó có một cái chiêu gì đó làm mình khó chịu là nó cũng có 31 mà chỉ số 31. Thường là vậy, thường ấy nha các bạn, mình cũng không có rành. Nhưng mà mình cảm giác được điều đó. Ôi, qua một cái vùng khác các bạn ơi. Ồ mẹ ơi, kìa. Ê, Pokemon ở khu này chắc là mình xài chiêu Pokemon hệ nước cho nó ngon ha các bạn. Đây là có một quả cầu này, chắc là cho cái gì đó. Tìm đường lên đó thôi. Ủa, mẹ rồi, Pokemon hệ cỏ, hệ đất cát gì đó tao không biết nữa. Xách nó thôi, thử coi được không. Hệ thường thôi. Ui. Đụng nó mạnh dữ vậy. Con chó này. Ôi. Ngon. Người lửa à. Má lửa luôn.
Tao không muốn giết mày, nhưng mà mày đã phun lửa vô tao rồi, đụng mất tao chết. Cái chiêu Vampire của nó là có recoil các bạn, cho nên mình chỉ cần tô xít một cái thôi rồi chạy nè, nó recoil một mớ máu luôn á, thấy không? Mình sợ là nó chết trước khi mình xuất chiêu á. Không, nó chết trước khi mình đánh luôn mà. Con Chansey cấp 54. Thích con này lắm nè. Phải phan em đó. Trời ơi, nó trâu lắm á. Giỡn đâu. Quỷ này trâu cực kỳ, máu khủng khiếp. Rồi. Trời ơi. Cho 150.000 kinh nghiệm luôn kìa các bạn. Em chó gồng mình hưởng thụ. Tuyệt vời. Ngọt ngay luôn ha. Dĩ nhiên là chiêu lửa tiếp theo là tao phải cho mày học thôi. À, chiêu này có chiêu đập đá. Mẹ nó phải lấy con đá ra rồi. Với sẵn mình hồi máu luôn các bạn, chết trơn rồi. Chết mẹ rồi. Phải bơi qua lại à. Điên lần qua bên đó nữa ha. Để coi coi có cái gì. Vẫn là đem con ma ra. Con ma vẫn giữ vai trò chủ đạo nha các bạn. Con ma phải lên cấp trước. Nó phải lên trăm trước. Đây có đi đường vòng này. Em này mình có rồi. Thôi không đánh với em nữa nha. Cua này mình cũng có rồi. Bạn nào mà kiểu dạng mà ở không á, nên nên tìm thêm chỉ số. Còn như mình đi luyện cấp với lại mình không cần thiết. Cứ mình đánh NPC mà, chứ mình đâu có đánh với người đâu. Bạn cần chỉ số tới chuẩn tới mức 31. 31 thì chắc chắn là đẹp rồi đó, nhưng mà hên xui thôi. Cũng đừng chú tâm quá vấn đề đó. Trời ơi, má đánh như điên cho có 21.000 kinh nghiệm mà. Quỷ cá này. Mình bị phản đam á. Con cá này nó có phản đam á bạn. Trời ơi, lần thứ ba tới cá mập. Con này có phản đam không ta? Rồi, cái nội tại của nó là phản đam mà. Cấp 83. Chơi đủ. Nha. Không đánh rồi mà còn kiếm chuyện thiệt. Chứ nhẹ chửi nữa. Tìm đường qua bên đó đi, leo lên đây lấy cái
Đây, quả cầu gì đấy? Sandstorm TM87. Cái đó là cây bão cát các bạn. Mình không có hứng đánh với NPC. Biết nó cho nhiều kinh nghiệm thiệt. Nhưng mà đang đi một vòng kiếm đồ ăn. Nào mà cần thiết lắm mới đánh với nó. Trời ơi, một con xanh riêu cấp 53. Tuyệt vời luôn á. Chưa cần thiết lắm. Đi vòng vòng. Ê, đủ nhí nó. Khủng khiếp không? Nước cấp 55. Hết. Trời đủ. Con lửa là thấy sai rồi đó. Chọn con lửa là thấy sai rồi đó. Tiếp theo là chọn con nước. Thấy sai luôn rồi đó. Blizzard. Toxic. Bad Poison. Ok. Hey, sweet. Ok. Học. Hồi máu con này, full máu các bạn. Được chưa? Lantern Force. Chết. Hay chưa? Trời ơi. Con này đâu có tiến hóa ở đâu. Con ma này nó chỉ con dạng một mà. Nó chỉ có Mega thôi các bạn. Nó Mega là hình như nó có cái áo khoác ở bên ngoài á. Mình nhớ không nhầm. Ú, một quả cầu. Luôn ghét. Má trù nhiều chó luôn. Coi. Không đánh mấy NPC đi. U. Ở dưới có đồ chơi kìa. Khúc này có đường đi xuống này. À, phải đánh với con đĩ nè. Ù mẹ ơi, sau lưng có thằng này có một cái quả cầu màu xanh. Luộc má, chắc tao phải luộc nó. Hấp dẫn quá các bạn. Con gì đây? Đéo biết nó hệ gì, đánh đại nó cũng chết. Con này là hệ fly gì á. Nhớ mà không phải hệ cỏ các bạn. Bữa mình bị lầm. Khoan, trước khi chết thì mình cũng phải hồi sinh con này, hồi sinh thêm con ma nữa rồi. U một cái 9, một cái 5 luôn. Có chi dữ vậy? Mày đánh với tao để tao giết mày, tao lấy quả cầu sau lưng mày. Blind Firm. Chết mày học. Fidget. Trời ơi. Em ơi là em. Em đã yếu thì em đừng có gai gió. Em yếu mà em còn gai gió nữa thôi. Trời ơi. Em ơi là em. Em yếu thì mở nhà đi. Mày biến. Mày biến cho tao lấy quả cầu. Má cái thằng cảnh sát này nó bị ngu. Nó bị kẹt ở đó sao lấy. Một con ma sử dụng hệ bóng tối thôi. Sao mà chịu nổi. Họ ít kinh nghiệm. Một con ma nữa. Đây 29.000 nghiệm. Cũng miếng à. Nhưng mà không sao, kệ, ít cũng được. 85 cũng được. Đi qua xong đi coi. Rồi 229 con gì. Cũng có một số Pokemon được á, mình chưa có.
con này mình chưa có được, mập mập mình chưa có. Các bạn thấy thằng 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 này không? Làm sao mà cho dụ cho nó ra ngoài? Bạn có biết gì? Nó nói là tôi đã nghe về bạn nhiều rồi, bạn thật là nổi tiếng. Nói chung cái quả cầu là cái hàng phay thôi các bạn, hàng phách thôi, xài được. Nhiều khu này hết rồi. Đi xuống khu dưới rồi có gì. Một số Pokemon mình chưa có, mình cũng tiếc lắm chứ bộ. Như quả cầu thì mình sao lấy được đúng không? Tiếc lắm, nghĩ sao lên lấy được quả cầu này. Cho dù các bạn đứng ở ngoài sát nó đi tới, các bạn cũng lấy được. Thật sự. Khu này mình chắc chắn là chưa đi rồi. Tại vì đi rồi thế nào mình cũng có lên phía trên. Mà mình có lên phía trên là mình sẽ đánh với thằng này rồi. Khu chưa đi, ra 229 chưa đi. Hay quá, lên 85 rồi. Lên từng cấp, mấy cấp sao sao nữa các bạn, lên khó lắm các bạn. Liền thấy bà nội luôn. Con này thì nhà này nó không phải là hàng hiếm, hình như mình nhớ cái đường này mình đi rồi, cái đường này mình đi rồi các bạn ơi, cái đường này mình đã đi rồi. Trời ơi, má lên được miếng cũng con này như hệ tâm linh. Nếu mà mình chơi hệ hệ bóng tối với hệ ma thì sao ta, hệ tâm linh nó khắc được hệ ma nhưng mà hình như nó sợ hệ bóng tối đúng không? Đúng rồi. Rồi nửa cây thì quýnh 4 con 50 thì nó sẽ ra một con một cấp. Ok, khúc này là quay về rồi. Ok thì clip của mình chắc là hôm nay dừng lại ở đây thôi ha. Nếu mà bạn thích thì nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye. À quên nữa, mình giờ mình sẽ tẩy tẩy bớt đi cái mấy cái chỉ số này. Mấy chỉ số SP Defendant, SP Attack này mình sẽ tẩy bớt. Mình chỉ cần 2 chỉ số thôi. Ủa. Chỉ số mình cần là chỉ số SP Attack à? Không, Attack chứ, Attack với lại con ma này là, để mình coi, con ma này là nó tăng 2 chỉ số, một là attack, hai là, ồ mẹ ơi nó tăng SP attack à. Thôi nếu mà vậy thì mình sẽ tăng cái attack và SPD ha, còn mấy chỉ số kia sẽ bỏ. Defender này nó xanh lè, mình bỏ SP attack, SPD với HP trước đi ha. Cái này bỏ gì, bỏ HP này, bỏ một cái nữa. Rồi HP thành công ha. Speed này mình không bỏ. Thường thường cái speed còn nguyên các bạn. Attack mình không bỏ. Cái gì đây? SP attack bỏ này. Bỏ cái nữa này. À không. SP defending đây. Rồi ha các bạn. Còn defending thì chắc là để đó đi ha. Bỏ sao. Rồi ok.
đó thì clip của mình tới đây tạm dừng ha. Nếu bạn thích clip của mình thì nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh cho mình nha. Bye bye.